Cũng hiểu lầm nhỏ nhỏ giữa mẹ với em thôi, thì hiểu lầm của vấn đề đó. Nhưng mà sau này được ba với chồng đứng ra hòa giải thì em với mẹ cũng hiểu nhau đôi chút về vấn đề mà quên đó. Thì mẹ thì xí xóa lắm, mẹ thông cảm cho con dâu lắm, mẹ không có giận hờn gì hết. Nhưng mà em thì cũng hơi ngặn chút. Giận là giận sao? Là tại vì mình thật sự là mình có đưa, nhưng mà mẹ thì chưa nhận được. Em đưa qua ai mà chưa nhận được? Chồng em cũng hay quên thì đâm ra em đưa cho chồng. Dạ đúng rồi. Chồng để cho chồng đưa. Dạ. Rồi chồng cũng có đưa mà đưa ở quán, đúng không? Đó thì hai mẹ con hiểu lầm nhau, tự nhiên cái cảm thấy mình ức chế thì mình cũng khóc luôn. Rồi hai mẹ con rồi khóc. Bữa đó buồn lắm hả cô hả? Buồn thì giờ nó quên, thì bữa hai bữa nó nhớ lại, nó suy nghĩ lại, nó không có con không nói gì quên luôn á. À, cô nói không có đưa mà nó có đưa hả? Khi nó trăm công ngàn việc nó quên thì mình cũng cãi thôi. Chứ trong nhà mà ở đông người đó, nhất là hai nàng dâu ở chung, rồi cái đôi khi mấy cái chuyện đó nó nhỏ nhỏ thôi, chứ nó để nó dồn nén á, đến lúc đó nó cũng mệt mỏi lắm chứ không phải giỡn đâu nha. Kính chào quý khách, khán giả đến xem đài chương trình của mẹ chồng và nàng dâu. Tôi là tên là Nguyễn Thị Cúc, năm nay 60 tuổi, ở phường 1 với quận 11. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh cùng với Lê Lộc. Em tên là Phạm Thị Thu Thủy, hiện tại là em 29 tuổi. Nghề nghiệp của em là trưởng phòng kinh doanh tiệc cưới ở quận 7. Em làm dâu của mẹ được 6 năm mà. Ồ, 6 năm. Mình có em bé chưa chị hả? Chị có một bé rồi, một bé trai 5 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận như thế nào? Hôm đó là nhằm dịp Tết, ba Tết gì đó, nó dẫn về giới thiệu nó mẹ này bạn gái con. Thấy cô nàng cũng xinh xinh với lại cũng dòm thấy cũng hiền hiền, thành ra cũng để ý, cũng nói hơi được. Mẹ chấm nhỏ này á, không biết tụi con sao, quen lâu chưa? Rồi nói tụi con là bạn học với nhau, hồi đó là coi như là học cấp 2. Xong rồi vắng đi thời gian rồi sau này hai người gặp lại sao rồi quen. Cái ấn tượng của chị đối với mẹ chồng của chị là như thế nào? Thì ảnh cũng hù dọa nhiều lắm, nói là ba mẹ anh khó lắm nha. Em mà về á là em phải thùy mị đoan trang, mà tính chị á thì thùy mị ít lắm, hầu như là cũng nam tính, cũng mạnh mẽ lắm. Thì ảnh nói cũng sợ, trong đầu mình rất là sợ về hình ảnh về người mẹ chồng. Mùng ba Tết ảnh có vợ dẫn về nhà thì gặp ba mẹ thì cũng sợ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó giảm bớt đi. Bởi vì nhìn mẹ, gương mặt mẹ rất là phúc hậu. Nhưng mà mẹ thì có nói với như vậy, hai đứa quen thì quen, nhưng mà cũng ít nhất cũng 1-2 năm mới được cưới đó. Thì mà ông xã hiện tại thì có nói là bây giờ anh dẫn về là cưới luôn, được là cưới luôn. Đó thì cũng suy nghĩ là anh cũng hứa lèo mình. Cô cảm giác rằng mình hợp với con dâu những cái tính cách nào? Thì thấy nó cũng lo làm ăn, dạ. Về rồi coi nó cũng có công ăn chuyện làm. Nhưng có hợp tính gì của cô? Hợp cái tính, coi như là tính tình thì cũng hợp, không có hợp gì sao nè? Ăn uống có hợp ăn không? Ăn uống thì cũng hợp. Tại vì tôi cũng có một con dâu trước nữa, thêm hai dâu ở chung. Thành ra cũng có dặn là như là chị em bạn dâu thì coi như là phải hòa đồng với nhau, chứ đừng có như là gây gỗ hay là gì á, là ba mẹ không có thích. Chứ con cái nó mằng ăn, nó lo mằng ăn, mình cũng phụ giúp nó cái nào thì được cái nấy. Tại vì công việc của Thủy thì coi như là không phải là sáng đi chiều về. Tại đôi lúc nó làm tới 11, 12 giờ đêm nó mới về. Mẹ con mình có câu chuyện gì mà vui vui không, hay là những cái kỷ niệm gì không? Lúc mà mới về á thì cũng được mẹ ruột á dặn rất là kỹ. Thì mới gặp lần đầu tiên á là sáng là 5 giờ dậy, tại vì gia đình cũng dậy sớm để mình lo cái buổi sáng trước. Thì lo được 3 ngày. Thì mẹ có nói là thôi con ơi, con đi làm thì thôi ăn sáng để tự túc đi, chứ ba mẹ cũng không câu nệ cái vấn đề mà con phải lo thức dậy sớm quá để mà chuẩn bị cái buổi sáng đó. Thì mẹ có nói thôi để ba mẹ tự túc cho. Cái đó hồi xưa giờ mẹ cũng là nội trợ trong nhà để mẹ lo vấn đề đó. Tự nhiên cảm thấy nó nhẹ nhàng gì đâu, hơi là có 3 ngày á, nếu mà suốt nữa chắc là gia đình mà có hai chị bạn dâu ở chung á thì nó cũng hơi nhạy cảm. Có những cái lúc nào mà mẹ khó xử giữa hai chị em dâu không?
cái nàng dâu trước thì cũng hiền như nói vậy đó, coi như là cũng biết hai chị em nó phân nhau làm gì làm, mình cũng ấy nữa, sanh con đẻ cái rồi toàn mình giữ không. Giữ cho nó đi làm chứ giờ mướn người ta tiền đâu mà đủ đấy, để cho anh làm nó có tiền nó mua sữa cho con nó uống, nó không báo mình thôi nó vậy đó, cũng như là tâm lý mình vậy đó. Nhưng mà có khi nào mà vì hai chị em bạn dâu mà làm phiền đến mẹ chưa? Dạ có, này làm nghĩ nhiều lắm luôn á. Tại vì hai chị em á thì cũng đi làm, chỉ làm hành chánh, em thì làm theo ca, thì cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình bên chồng rất là nhiều, đặc biệt là mẹ chồng chăm lo nội trợ nè, với lại con cháu trong nhà, cho nên em cảm thấy cũng có lỗi nhiều. Có lỗi nhiều lắm. Còn ở chung vậy thì đi chợ đi búa tiền bạc ai lo nhỉ? Dạ thì mẹ em á là nội trợ chính, mẹ lo hết toàn bộ cái công việc nhà luôn, bếp núc, mẹ còn buôn bán nữa. Nói chung là mẹ rất là gọi là nữ tướng vậy đó. Dạ. Còn hai đứa dâu với em á thì tụi em cũng hỗ trợ một phần cũng nhỏ. Là mỗi tháng mình đưa hay sao chị? Dạ đúng rồi, mỗi tháng rồi. Ví dụ tiền điện, tiền nước này kia phải phụ ba mẹ chứ. Có khi nào quên đưa không? Có một lần á. Có thấy chưa? Tụi này tôi biết mà hay quên lắm. Cũng hiểu lầm nhỏ nhỏ giữa mẹ với em thôi, thì hiểu lầm của vấn đề đó. Nhưng mà sau này được ba với chồng đứng ra hòa giải thì em với mẹ cũng hiểu nhau đôi chút về vấn đề mà quên đó. Thì mẹ thì xí xóa lắm, mẹ thông cảm cho con dâu lắm, mẹ không có giận hờn gì hết. Nhưng mà em thì cũng hơi ngạnh chút. Giận là giận sao? Là tại vì mình thật sự là mình có đưa nhưng mà mẹ thì chưa nhận được. Em đưa qua ai mà chưa nhận được? Chồng em cũng hay quên thì đâm ra em đưa cho chồng. Dạ đúng rồi, chồng để cho chồng đưa. Dạ. Rồi chồng cũng có đưa mà đưa ở quán đúng không? Đó thì hai mẹ con hiểu lầm nhau, tự nhiên cái cảm thấy mình ức chế thì mình cũng khóc luôn, rồi hai mẹ con khóc. Bữa đó buồn lắm hả cô hả? Buồn thì giờ nó quên thì bữa hai bữa nó nhớ lại, nó suy nghĩ lại, nó không có cô không nói là quên luôn á. Cô nói không có đưa mà nó có đưa hả? Nhiều khi nó trăm công ngàn việc nó quên thì mình cũng không kể thôi. Chứ trong nhà mà ở đông người đó, nhất là hai nàng dâu ở chung, rồi cái đôi khi mấy cái chuyện đó nó nhỏ nhỏ thôi, chứ nó để nó dồn nén á, đến lúc đó nó cũng mệt mỏi lắm, chứ không phải giỡn đâu nha. Con cái là mẹ chồng lo hết. Trời ơi khỏe quá rồi luôn hả? Mẹ chắc kỹ lắm hả? Mẹ em thì cũng kỹ tính. Mà em với mẹ lại có hai cái xu hướng mà nuôi dạy cháu nó khác nhau một xíu. Mẹ thì cũng truyền thống, em thì quan điểm nó sẽ hiện đại hơn một chút xíu. Trước á, đồ đạc trong nhà em hay mua là bé là mua nhiều hơn bình thường. Tại vì em cũng học hỏi được là bé mà nếu mà được trang bị đồ á, mà mặc liên tục mới á, thì bé sẽ mau phát triển hơn. Ví dụ mẹ thì nói là bị mặc ít nhất phải là 4-5 tháng đi. Em thì em nghĩ là chừng 1-2 tháng là được rồi, để cho bé mặc nhiều đồ mới hơn một xíu, bé sẽ dễ phát triển hơn. Đó mẹ cũng hay la, mẹ nói là con phải tiết kiệm, con mua hoài như vậy là cũng hao tốn lắm. Đó để dành mua sữa cho nó uống. Thì muốn theo hướng mua và già tiết. Dạ. Đúng không? Tiết đúng không cô? Nó nít thì nó mau lớn. Mình mua nhiều quá mai mốt nó lớn cái nó chặt nữa cái mình bỏ uổng, để tiền đó mình xài về cái chuyện khác, ví dụ rồi để dành tiền mốt có ra riêng rồi mình mua nhà mua cửa rồi mình ở, chứ lẽ ở chung hoài. Còn chuyện nào bà già dặn nữa không? Còn bình sữa, ví dụ bình sữa nè. Em á là em mua con em á là tới 3 cái bình sữa, 2 cái bình nước, để mà uống xong á mình khi mình rửa rồi á mình để từ mình dùng cái thứ hai chút đi. Còn mẹ thì không chịu, mẹ nói là mẹ mua chi 3 cái, mua 1 cái được rồi, làm gì mà tốn tiền cái gì. Thì mẹ nói hồi xưa giờ tôi nuôi 7 con đâu có ai gì đâu. Cũng phè phè ra bình thường. Đó nuôi 4 đứa, mình nuôi toàn là sữa mẹ không à. Không có thay đổi sữa mẹ không à, tháng sữa đó giờ như cứ tháng cái tốn 1-2 thùng sữa. Đúng đó, tính khoa học đó cô, phải rửa rồi cái hấp cho nó sạch đó, tại vì con bú hàng ngày mà. Rồi cái thay đổi. Cô chắc hồi đó giờ mà 4 đứa con chắc xài có 1 cái hả? Có 1 cái một à. Thấy chưa? Xài có 1 cái thì chưa? Chị ơi cho em hỏi xíu nha. Mẹ chị có vẻ hơi là quy tắc á. Thì không biết là hai vợ chồng chị có gặp những cái vấn đề gì mà khó khăn không? Có chứ. Thì sau mà khi mà sinh á, mẹ săn sóc dữ lắm. Mẹ bắt phải nịch bụng nè. Rồi nằm than cũng hơ đó. Đặc biệt là cái chuyện mà vợ chồng á, thì mẹ dặn rất là kỹ.
nói là con phải ráng giữ, mấy tháng sau mới được gần gũi nha, chưa không là mày khổ gắng chịu. Mẹ không cho quan hệ vợ chồng sau sinh con luôn hả? Dạ, để chung là giữ sức khỏe cho mình để sau này về sau này còn sinh nở nữa. Còn kỹ dữ vậy hả? À, kỹ chứ giờ nó ăn so mà mình không kỹ cho nó, mai mốt mình nó bệnh đau con mình nuôi nó cũng vậy à, thấy không? Tức là sau mấy tháng mới được thì coi như trễ lắm cũng 4-5 tháng. Nhưng mà lỡ mấy anh chị lén lén thì cô đâu biết. Thì mình dặn vậy thôi, con nói tùy nó à, nó mới mốt nó bệnh hoạn thì nó ráng nó chịu, chứ giờ mình dặn là mình dặn vậy thôi có chứ làm đâu cấm được đâu. Có nhưng mà lâu cũng phải lệ. Mẹ chồng mà quan tâm nó đến quá mức đến cả cái đời sống của vợ chồng thì phải nói mẹ chồng rất là thương con dâu đó, chứ không phải đơn giản đâu nha. À, tính từ tiền bạc nữa ha, rồi công việc, rồi thậm chí là gia đình, rồi sức khỏe nữa. Em có hợp tính gì với mẹ không? À, mẹ với em ăn uống là hợp nhau lắm. Hợp hay sao mẹ em khác hay em khác? Tại hợp đi làm nó thức đêm thức hôm hoài. Hả? Nó đi làm nó thời gian nó không có, nó thức khuya quá. À, thức khuya thì nó ốm đúng không? Mẹ em nó ăn ngon lắm. Tiệc tùng là một tay mẹ em nấu. Có giờ em nấu cho mẹ không? Cũng có nhưng mà không được ngon như mẹ. Giai đoạn mà chị mang bầu á, mẹ có chăm sóc mình kỹ như thế nào không ta? Khi mà biết em mang bầu á thì cũng ăn đồ bổ không ăn, mà nhiều khi mình cảm thấy là nó rất là ngán, mình thấy nó không phù hợp, nhu cầu mình không có, mẹ cứ bắt ăn. Ở dưới quê của mẹ chồng em á là ở Long An á, cũng gần, thì có nuôi chú em, có nuôi gà với vịt gì đó, có ngỗng luôn. Sau em khoảng được 5-6 tháng á, bắt đầu mẹ mới dặn chú á, khi nào ở dưới mà ngỗng mà có đẻ á, nói với mẹ để mẹ về mẹ lấy cho con dâu mẹ ăn. Thì mẹ liền khi em hỏi tại sao mẹ phải lấy như vậy, con mua cũng được, thì mẹ có nói là nếu mà đích thân mẹ đi lựa cái trứng ngỗng đó đem lên cho con á, thì đứa con sau này á sẽ rất là tốt, thông minh, nó ngoan ngoãn, với lại một phần đức của mẹ nữa để cho cháu đó. Tự nhiên lúc đó em cảm thấy rất là thương, mình cảm thấy quý mẹ rất là nhiều. Thấy chưa, mẹ chồng mà lo lắng tới mức là từ mẹ con tới cháu nữa ha. Thôi mẹ có hài lòng về những gì con dâu đã phục vụ cho mẹ không? Phải hài lòng, ở chung nhau được mấy năm chứ, nếu mà không hài lòng cho ra điên á. Có giờ la nó chưa? Thì cũng la thôi, những gái nào nó không phải thì mình kêu nó, mình nói. Dù la chuyện gì? Dạ như nó cưng con á, nó chiều tụi đi làm tối ngày, giờ con nó ở nhà đó giao hết về nó luôn. Giao luôn. Sau cái câu chuyện ngày hôm nay thì cô có mong muốn thay đổi điều gì con dâu mình không? Thì em cũng mong muốn là ước nguyện mình cũng lâu lắm rồi, nó mong cho hai vợ chồng nó làm sao, ráng làm sao để mà có số tiền để mà mua nhà ở riêng, để cho nó tự lập, nó tự lo nó. Nó còn nó ở chung với mình thì mình cũng thương cũng vậy, nhưng mà chỉ mong cho nó ra riêng để nó có như cái sự phấn đấu của nó để mình chăm lo cho cái gia đình và tức cuộc sống của nó. Mẹ chồng muốn con phát triển về mặt kinh tế đó, để phát triển thì nó sẽ khá hơn, sẽ có tiền mua nhà này kia đúng không? Còn con dâu mong muốn gì ở mẹ chồng mình? Sau những năm ở chung với ba mẹ chồng á thì em cũng chưa bao giờ mà thực sự là gửi lời cảm ơn đến gia đình chồng của mình đã đối xử với mình như vậy. Thì cũng qua chương trình này em cũng mong muốn là cái mối quan hệ giữa em với ba mẹ luôn luôn tốt và phát triển theo chiều hướng là nó sẽ thuận thảo lâu dài hơn nữa. Thôi bây giờ em hứa với mẹ đi, mẹ mong muốn gì đó. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thêm một người cháu nữa cho mẹ. Rồi hứa mua nhà, cố gắng mua nhà gì đó. Dạ. Mẹ vui. Đang cố gắng tích lũy. Tích lũy ha. Vợ chồng mẹ nó tự lo. Ôm chặt lấy nhau nào. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình, chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc thành công. Con có phần quà dành tặng cho cô, đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, phần quà dành cho chị là Natto Gen giúp giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Và phần quà đặc biệt đó là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng, thăng hoa cảm xúc, tinh hoa công nghệ. Dạ, con xin tặng ạ. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ. Cảm ơn.